Giá gia cầm hôm nay ngày 25 tháng 8, vịt đẹp dễ bán, giá gà công nghiệp ở mức thấp, nhiều trại tư nhân phá sản. Giá gia cầm hôm nay ngày 25 tháng 8 tại các vùng không có biến động, giá gà công nghiệp tại các vùng vẫn trựng ở mức thấp, giá vịt thịt bán ra tại các vùng miền Bắc vẫn ở mức vừa phải. Giá vịt thịt hôm nay, trại có vịt đẹp dễ bán. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay với phóng viên dân Việt, nhiều chủ trang trại chăn nuôi vịt ở các vùng miền Bắc như Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên cho biết, giá vịt thịt hôm nay không có biến động mà vẫn giữ ở mức vừa phải. Theo đó, giá vịt bầu cánh trắng loại trên 2,2 kg mỗi con bán buôn cho thương lái tại trại ở Thái Nguyên, Bắc Giang cao nhất đạt 37.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ loại trên 3,3 kg mỗi con bán ra tại trại ở các vùng Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình phổ biến ở mức từ 35.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg. Hiện giá vịt vẫn ở mức vừa phải vẫn đảm bảo cho người nuôi có thể hòa vốn hoặc có công. Hơn nữa các trang trại có vịt đẹp vẫn được nhiều thương lái thu mua, bà Phạm Thị Ngân ở Kim Bảng, Hà Nam nói. Trong khi đó, giá vịt siêu nạc bán buôn ở các vùng An Giang, Đồng Tháp có nơi đạt đến 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán buôn chuyển xe cho thương lái khoảng trên dưới 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp hôm nay, trang trại tư nhân và doanh nghiệp đều lao đao. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu dùng gà trắng giảm sâu, cộng với việc lưu thông giữa các vùng giãn cách gặp khó khăn, chi phí phát sinh tăng cao khiến các thương lái thu mua gà công nghiệp không mấy mặn mà với mặt hàng này. Theo nhiều người nuôi gà trắng ở các tỉnh phía Nam, đến thời điểm này nhiều trang trại vẫn còn u nứ khá nhiều gà qua lứa vẫn không có thương lái đến thu mua làm cho bà con càng kiệt quệ hơn. Nhiều tháng nay giá gà trắng liên tục lao dốc và ở mức thấp dưới giá thành chăn nuôi, cả trang trại tư nhân và doanh nghiệp đều lao đao, thậm chí có nhiều đơn vị đã phá sản giao bán, cho thuê lại chuồng trại ông Phạm Văn Thới ở Xuân Lộc, Đồng Nai chia sẻ. Giá gà công nghiệp bán ra tại các trang trại ở các vùng miền Bắc vẫn giữ ở mức từ 20.000 đồng đến 21.000 đồng mỗi kg. Có trại có gà sầu mã chỉ bán được 18.000 đồng đến 19.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn hôm nay tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, như giá gà ta sơn tây bán tại các trại ở Hà Nội, Hà Nam đạt trên 90.000 đồng mỗi kg giá gà ta lai nuôi nhốt trại bán buôn cao nhất mới được trên 50.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Dư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dư Hoài, Sóc Trăng, cho biết thịt gà công nghiệp trước khi xảy ra dịch COVID-19 có giá 33.000 đến 34.000 đồng. Loại lông trắng, nhưng hiện nay chỉ còn 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Gà công nghiệp 4 kg mỗi con vẫn chưa xuất chuồng được. Theo ông Dư, gà công nghiệp khó tiêu thụ do một số lò giết mổ lớn tại Tiền Giang, Long An thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Người nuôi gà công nghiệp lỗ nặng vì đàn gia cầm số lượng lớn không xuất chuồng được, trong khi vẫn phải tốn thức ăn mỗi ngày. Tại Trà Quýt, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, có những chuồng gà mỗi con nặng lên đến 4kg vì nuôi lâu vẫn không bán được, ông Dư nói. Vị doanh nhân có hàng chục năm gắn bó với ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm phân tích giá vốn của mỗi kg gà công nghiệp khoảng 28.000 đồng. Khi giá giảm xuống 13.000 đồng mỗi kg thì người nuôi lỗ 60.000 đồng cho mỗi con gà 4 kg. Mỗi con gà lỗ 60.000 đồng nên một trại gà lỗ khoảng 1 tỷ. Từ khi giãn cách xã hội, đầu ra cho gà thịt rất khó vì lò giết mổ đóng cửa, việc vận chuyển không được tốt như trước đây. Giãn cách nên người đi chợ hạn chế và ai cũng nghĩ đến việc ăn món gì cho đơn giản. Vì vậy mọi người chọn trứng chứ không chọn thịt gà, ông Dư phân tích. Theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm. Chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà, vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg, thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ gia cầm thành phố Sóc Trăng Giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn trên đường đi gà, vịt chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế.